này. Quay luôn anh ơi. Đấy. Không hề chạm luôn. Đúng luôn. Phải vu luôn. 1 2 3. Bắt đầu đi. Yo. Hà Thăng ơi, em biết đồ chơi chơi tem không? Tưởng gì chứ sao tem, là tem thư gì, em chả biết. Không phải tem thư, đây là đồ chơi thông minh cơ. Ui thế anh, chơi bảo sẽ thông minh hả anh? Em chỉ cần ra cửa hàng, em bảo người ta bán cho, rồi về anh em mình lắp ráp, chơi là sẽ thông minh đấy. Tiền 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 anh ơi. Đây, tiền vâng. Đi. Nhanh lên, bảo người ta bán cho mấy bộ về lắp ráp nhá Hà Thăng nhá. Sắp có đồ chơi để chơi rồi các bạn ơi. Đồ chơi là chơi và sẽ thông minh ra đấy. Ê, Hà Thăng. Đâu rồi, đồ chơi đâu rồi, đâu. Người ta bảo 2.000 chỉ mua được cái vỏ thôi anh ơi. 2.000 không mua được à? Thế thì cầm 500.000 đi mua cho anh. Ok. Anh đâu đó, anh gọi bọn em ra đây làm gì đấy? Anh vừa mới đưa 500.000 cho Hà Nam. Bảo Hà Sa mua rất nhiều đồ chơi trẻ tem về đây. Anh em mình chuẩn bị lắp ghép đấy. Đây rồi, Hà Sa về đây rồi. Hà Sa về rồi. Đây. Sao anh đỏ bảo là mua nhiều cơ mà sao có một cái này ra này? 500.000 mà em chỉ mua được một cái này thôi à Hà Tam? Từ đã. Đâu. Ui. Vẫn còn. Còn không. Hết tiền luôn rồi anh ạ. Em bỏ mỗi 2.000 nhưng em mua kem mút ăn rồi. Bây giờ anh em mình chia mỗi người 2 món để lắp ráp nhá. Đây, em chọn cái này. Anh lấy cái em lấy 2 cái này nhá. Anh lấy cái này luôn. Ôi, sao nhiều linh kiện thế này anh ơi. Nhiều linh kiện như thế này mới thông minh, đầu mới to đã quân đi mà. Đây là cái gì đây hả Huyền Vy ơi? Đây là cái máy thổi bóng bóng anh ạ. Mở ra anh xem nào. Để em cái máy thổi bóng bóng này rất nhiều chi tiết luôn này, Huyền Vy ơi. Lát nữa Huyền Vy sẽ lắp được cái máy thổi bóng bóng như thế này đấy các bạn ạ. Cố mà lắp nha em nhá. Wow, vâng ạ. Số 1 lắp vào cái nào nhỉ? Của Quân Íp nhiều chi tiết quá. Đây là những mảnh ghép để lắp ráp nha các bạn nhá. Không biết mảnh nào vào mảnh nào luôn. Quân Íp cẩn thận lắp nhầm đấy em ạ. Anh ơi, còn bao nhiêu là đồ linh kiện ở trong này này. Đây là rất nhiều đồ chơi thông minh. Nếu mà ai lắp được sẽ là người thông minh nhất đấy. Uầy, đây là ai? Series phòng thí nghiệm nhỏ tìm hiểu về nam châm vật lý. Ui, đây, các cục nam châm nhiều đấy anh ơi. Ua, nhìn này, đây, nhìn nè. 1, 2, 3, uầy, đây. Hà Tam ơi, nam châm này còn có thể di chuyển được cơ. Em nhìn nhá, đặt một cục lên đây, hai cục lên đây này. Rồi sau đó mình sẽ đặt cục này dưới bàn. Đấy, di chuyển chưa? Nhảy luôn. Đây. Anh em trông ra đây đi anh ơi. Cái này bị vướng rồi. Không phải được, lại. Đây này, di chuyển dính luôn. Nhảy này, đấy. Nhảy này. Nhảy luôn này. Đẩy mẹ. Thôi, anh đừng nghịch của em nữa. Để em còn làm thí nghiệm. Ui. Nhiều đồ quá hay sao mà. Nhiều đồ quá luôn. Ngày xưa em học giỏi vật lý không? Em không biết là có giỏi không, nhưng em chỉ biết là em được 9 điểm. 9 điểm thì chắc chắn là lắp được rồi. Đừng bảo anh là không lắp được nhá. Hiện tại thì bây giờ rất là đằng nhằng, từng bộ phận rời rạc với nhau các bạn ạ. Rất nhiều luôn. Nhưng với tài năng giỏi vật lý của Hà Sam thì chỉ sau ít phút nữa Hà Sam sẽ lắp thành một bộ thí nghiệm cho mà xem. Cái bộ thí nghiệm hầm hố như thế này nhưng mà Hà Trạm đã lắp xong rồi đấy các bạn ơi, cùng xem nào. Đừng khinh thường em chỉ sai sót một chút thôi, em làm lại cho mà xem nè. Cho Hà Trạm 1 tiếng nữa các bạn nhá. Thiên tài vật lý mà như thế này thì không được rồi. Ôi, cuối cùng em là người đầu tiên lắp xong bộ stem này đấy. Huyền Vy ơi, nhưng mà máy thổi bong bóng mà tại sao lại không có bong bóng bay ra nhỉ? Thì bây giờ em phải đi pha chế bong bóng ở đây thì nó mới có bong bóng bay ra được chứ anh. Rồi em đi luôn đi. Đây, thì em đi luôn đây.
Đấy, đúng 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 kiểu như thế này rồi. Đấy. Ôi, cái anh này em ngồi nghiên cứu từ nãy giờ mới nghĩ ra được đấy. Đây này. Thôi anh này thôi. Em phải nghiên cứu lâu như thế à con. Đúng rồi anh ạ. Nó nòng ngoằng mà khó lắm. Huyền Bi đang lắp cái mô hình thứ hai các bạn ạ. Nhìn này các bạn ơi. Rất là loằng ngoằng luôn. Tiếp lên đây. Trời nhìn như kiểu nhà cao tầng ấy các bạn ạ. Wow, đây là bộ đồ chơi của gấu đỏ, máy phát điện các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lắp máy phát điện này, phát điện luôn cho các bạn xem. Nhìn bên ngoài to như thế này thôi, nhưng bên trong chỉ có mấy linh kiện nhỏ nhỏ như thế này các bạn ạ. Để mình lắp nào. Đây, con đi mà nhìn nè, thí nghiệm đầu tiên của tớ đã hoàn thành rồi nè. Đấy, cậu thấy không? Với lực hút này của Nam cho bên đây là những cái con ốc này nó dính liền với nhau và nó giúp cái sợi dây này thẳng đứng được luôn nè. Hay đấy. Đâu, tớ xem nào. Rồi xong. Wow. Bên này là Huyền Bi, bên này là Quân Hiếp. Còn anh gấu đỏ đang làm gì đây? Anh đang lắp robot hả Sam ạ? Ui, anh lắp robot hả? Đấy. Ui giời, rụng rồi. À, Trang thì thấy giống robot chưa? Đâu anh? Đây này, đây là cái đầu, tí nữa anh sẽ lắp cái đầu robot vào đây. Đấy, và lắp thêm con mắt vào đây nữa nha Sam nhá, lắp con mắt sáng luôn. Ui, nhìn hay quá đấy. Với bộ đồ chơi chất tem này đòi hỏi phải tỉ mỉ từng chi tiết một các bạn ạ. Và mình sẽ lắp vào đây. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình lắp cái này vào. Con Hiếp, cậu biết cái la bàn này nó có nghĩa là gì không? La bàn chỉ đường thôi chứ làm gì đúng không? Đây người ta gọi là la bàn ma quái. Ma quái rồi, ghê không? Cậu nhìn ra, tớ lắp này. Ây, ôi. Ôi, nó di chuyển linh tinh được luôn này. Đấy. Sao nó không vào chúng đấy, đấy bên này, sang bên này. Ơi. Nó đi linh tinh ạ. Bởi vì á, ở dưới cái mũ này nó có nam châm nè. Các cục nam châm ở bên cạnh đấy nó sẽ hút đấy, thế nên là nó sẽ kiểu như là chạy linh tinh luôn ý. Đấy, hay không? Được ấy. Máy thổi bóng xốp à con Hiếp ơi. Đúng rồi anh. Nhìn cái này cũng có vẻ lằng nhằng nhưng mà vẫn còn đơn giản. À đây, quả bóng ơi, quả bóng ơi. Anh thổi thì xem nào. Ui. Mày tí nữa thì mất quả bóng của Quân Hiếp các bạn ạ. Cố lên Huyền Bi, hình như cái tòa tháp của em ấy là sắp xong rồi đấy. Gần hoàn thành rồi. Ôi giời ơi, chị không cổ vũ khi em còn làm được hơn ý. Tiếp theo là một mô hình ô tô có 102 các bạn ạ. Rất nhiều chi tiết và mình sẽ làm cho các bạn xem nha các bạn nha. Đây rồi. Ô tô thì nó ra hình dáng ô tô đấy, nhưng mà liệu nó có chạy được không? Tất nhiên là nó chạy được rồi. Nếu mà không chạy được thì còn gọi gì là ô tô, có mà gọi là ô tô hỏng ấy. Ô tô hỏng thì vẫn là ô tô mà. Sau một hồi lắp ráp thì cuối cùng anh đã có một con robot này. Anh cho đi xem nào. Anh đi cho mà xem nào. Tiến. Lắp cả mắt luôn. Này em thấy con này giống con cào cào hơn đi. Ơi, mình cứ sai ở đâu đấy. Sai rồi. Đây, xe của anh gấu đỏ phải thế này. Nhìn cái mắt của nó là thế. Thôi, để anh làm lại, sửa lại. Các bạn vẫn chưa xong. Nước rửa bát hân hạnh tài trợ chương trình này. Để cho nhiều vào nó mới có bọt được. Uầy, bắt đầu có bong bóng lên rồi đấy. Mệt lắm anh ạ, thế nhưng mà đây là cái trend nó đang hot ở trên TikTok. Đây là em thích thử một tí. Đây, cái thí nghiệm của em xong rồi đây anh ơi. Đây này, bây giờ cái này nhá, không chạm vào bên dưới mà nó vẫn có thể đứng im được này anh nhìn này. Đâu? Không chạm luôn. Đúng luôn. Phải vu luôn. Đấy, thí nghiệm của em ấy là thành công rồi đấy nha. Ê, anh dừng lại. Thí nghiệm này là dựa vào nguyên lý gì đây hả Sam? Sức hút nam châm ý anh. Riêng cái bộ nam châm này là em thực hiện thành công 3 thí nghiệm rồi đấy nha. Ghê đấy. Đỉnh đấy, nhưng mà chưa đỉnh bằng thí nghiệm của em đâu. Đây đây, ra đây xem. Máy thổi bong bóng của Huyền Bi. Đấy, giờ này. Bây giờ ấy, chúng ta không cần phải mỏi mồm mà thổi bong bóng. Vẫn có bong bóng rồi. Thổi bong bóng nè.
em đỉnh chưa? Đỉnh đấy, đỉnh đấy. Thế là em có trò chơi vui phát đấy các bạn ơi. Nhưng mà tại sao anh tưởng là phải thổi liên tục, thổi nhiều lắm không à? Sao mãi mới ra được có mấy quả như thế này thôi nhỉ? Anh ơi, ơi, cái đồ này kiểu như là cái đồ hàng mã. À đấy, chạy này, chạy này. Đấy, chúng ta có thổi rất là nhiều wow. Thôi đấy này. Đấy, chạy này, chạy này các bạn ạ. Phải bình tĩnh dần dần đúng không? Thổi mạnh đó. Quả nổ, quả chín. Phải đúng chiều gió, đúng chiều gió. Đây, đây, wow. Đây, em xoay. Đấy, thấy chưa? Cái này đẳng cấp đấy, được đấy, được đấy. Đẳng cấp chưa? Nào, bây giờ bọn em còn những thí nghiệm nào nữa? Làm tiếp đi nào. Ui, anh ơi, sang bên này, của em xong rồi. Đâu, có đi đâu, có đi đâu. Đây, đây, đây. Rồi, ra nào. Đâu, luôn này, đây nha. Đây là cái gì đây ạ, có clip. Đây là, đây là ô tô sâu đo anh ạ. Là ô tô dãy chết. Đây, đây, đây. Giống luôn, giống con sâu đo không anh? Giống con sâu đo đấy. Đi gấp gấp khúc gấp rồi. Wow, để lắp được cái này rất là kỳ công luôn. Con Nip đã sử dụng rất nhiều vòng chun và những cái que thành gỗ như này để lắp thành này các bạn ơi. Được luôn. Ui. Sáng tạo, sáng tạo. Được không, được không? Để thằng này có đi được không? Không anh ạ. À. Anh ơi, anh ơi, em bảo này. Riêng ấy, con sâu đo bình thường ấy, nó đi nó còn biết mỏi chân đúng không? Riêng cái con này ấy, chỉ khi nào hết pin thôi thì nó mới dừng đấy nhỉ? Thế anh Gấu Đỏ xong cái nào chưa? Quá anh ơi, đây. Nhìn thấy chưa? Đây. Đây là xe của anh này, đây. Ui. À cái con này em biết rồi. Cái con này là cái con mà giật đùng đùng ở ngoài đồng nãy mà. Nhưng mà anh đã sửa hoàn chỉnh hơn. Đâu, anh cho đi ra. Đây nè, giật từ bên đi này. Và sau đây là cuộc chiến giữa hai tuyển thủ. Một là càng càng, hai là sâu càng. Đây là châu đo, còn đây là khủng long. Được chưa? Được chưa? Cho em chạy trước đấy. Có lên nào. Một, hai, ba. Bắt đầu đi. Con này của anh nó đi lùi hả anh ơi? Được chưa? Nào. Một, hai, ba. Rồi. Lần cuối cùng nào con Nip. Được chưa? Đứng nghiêng. Một, hai, ba. Cố lên. Ui, không có điều kiện là mất thế này. Cuối cùng con khủng long của mình đã chiến thắng các bạn nhé. Sau một thời gian căng não thì mình cũng đã lắp xong được cái thang máy này rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vận hành cho các bạn xem nhá. Đây. Chị Hà Sam để cho em cái giấy vào đây nào. Đây gì? Đây, đúng rồi, cho em vào đây đi. Ôi trời ơi. Đây thang nha. Máy chở thấy. Đây, wow. Bây giờ thang máy sẽ đi lên nha. Ui, wow. Thấy chưa? Wow. Thang máy của em vẫn đi xuống được như thang máy bình thường luôn. Các anh chị thấy em đỉnh như ai? Wow, đỉnh lên, lên. Nhưng mà anh thấy cái giấy này nhẹ quá, cái thang máy này trở lên là chuyện bình thường. Có cái gì nặng hơn không? Đúng rồi. Có cái gì không? Em có. Có cái gì không con Nip? Bóng bịp phải lấy thang ra. Bỏ ra nhá. Rồi này, trong bên này liệu có cẩu được không? Nào. Nhìn lên xem nào. Cái thang máy ọt ẹt này không bắt lên được. Nào, lên xem nào. Cháy máy anh ạ. Cháy nào. Lên được luôn, là chúng mình sau cái thí nghiệm này đã biết là nguyên lý hoạt động của thang máy như nào rồi đúng không các bạn? Cái này rất là đỉnh đấy, đỉnh đấy, anh thích. Nhưng mà bẩn quá hết các bạn này rồi. Em có cái này. Ủa, cái gì nhỉ? Chắc là Hà Sam có cái gì bí mật đây mà. Đây, cái gì đây? Cái này là cái máy hút bụi tầm cỡ quốc tế. Lúc này anh thấy Hà Sam lắp cái máy này đúng không? Vâng. Nhưng mà cái máy này có hút được hay không nhỉ? Đây là một cái chai nhựa nhìn lẩm lẩm. Đúng rồi. Đâu thử xem nào. Đây nha, nhìn này. Wow. Lên kìa. Wow.
Wow. Đấy là. Những cái máy đơn giản như này mà cũng hút được bụi á. Hút được rất nhiều luôn này. Hút được rất nhiều giấy luôn này. Chị trò ghê đấy ạ. Thế này anh mà làm một cái chai to là anh hút được cả nhà anh luôn đấy. Nhà anh thì hơi quá, chỉ hút được người anh thôi. Nguyên lý hoạt động là có một cái chai này, rồi chỗ này là để lọc bụi đúng không? Cách rồi có một cái motor, có cánh quạt và hai quả pin. Đơn giản quá con Níp ạ. Con Níp, em còn trò gì không? Còn anh ạ, trò này đặc sắc lắm. Đây. Cái quả bóng của em ở đây đâu rồi? Vừa rơi thì nó đã nhặt rồi. Đây, bây giờ em sẽ cho nó thổi quả bóng này lơ lửng ở trên không rồi xoáy xoáy nè. Đấy. Wow. Ôi. Ui, lơ lửng luôn này các bạn ơi. Bay. Nó bay được luôn à anh? Xoáy tít nó luôn này. Anh thử thổi cho nào. Anh thử thổi nó bay ra không? Ôi. Thổi rồi là nó bay ra anh ạ. Thế phải nhận ra. À, cho thử cái lá cây xem là có bay được không? Nào. Ui. Lại. Nào. Wow. Đeo không. Luôn này. Theo cả lưỡi nhá. Ui, cái này. Anh nghĩ là cho một cái thôi. Đẹp không, đẹp nhỉ. Ui, cái này nhẹ anh ạ. Cho cái to vào anh. Cái này to quá không bay được. Cái này to quá không bay được. Đẹp nhất này. Đấy. Ui, nhìn ui. Đẹp đấy. Cho quả xốp lại đi mọi người. Chính xác là phải cho quả xốp đúng không? Đấy. Cái này hay đấy, nhưng mà anh mới tạo ra một cái máy phát điện đây này, đẳng cấp. Máy phát điện luôn. Đây. Wow. Này. Hay nhờ. Sáng ơi. Thế này mà nhà mình mất điện à, có cái máy này là ngon nhờ. Mỗi tội là hơi mỏi tay thôi các bạn ạ. Đấy là các bạn đã biết là điện tạo ra như thế nào cho các bạn. Chỉ cần có một cái motor ở đây này và lắp hai cái dây điện vào qua cái chiếc tay của mình thôi là có thể tạo được ánh sáng điện này rất là sáng luôn. Cái này mà thay nước hay là gió là được anh nhỉ? Đúng rồi. Bình thường ở chỗ nào nước hay là để ở trong suối là có thể quay được cái này là sáng được luôn đấy. Thế là quá đỉnh luôn, vậy là một ngày chơi các trò chơi sáng tạo STEM đã kết thúc rồi các bạn ạ. Các bạn thấy ấn tượng với trò chơi nào nhất? Rất nhiều trò chơi hay và thú vị luôn. Và chúng mình đã học được cách này, tạo ra điện này, tạo ra gió này, rồi làm robot này, tạo bong bóng này, rồi máy hút bụi này, rồi cả thang máy đó. Rất nhiều đồ chơi sáng tạo các bạn ạ. Các bạn ấn tượng với trò chơi nào nhất thì bình luận cho chúng mình biết nhá. Và video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên cho chúng mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhá. Còn bây giờ bye bye.